Thank you.
nhìn mình ngồi trong trang phục rất là làm từ lá chuối. Mà đến đây chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị vì sao là có loại trang phục đặc biệt này. Quý vị cũng có thể thấy các thiếu nữ Gabbana của chúng tôi đang mang trên người một bộ trang phục rất đặc biệt. Quý vị có nhìn thấy hai cái dải hai bên gáy của các cháu không ạ? Bên đường này rất là đặc biệt, rất là hiếm thấy. Đây là một loại trang phục rất đặc biệt của người Gabbana và quân Sài Gòn. Chương trình của chúng ta là công chương cuối tuần là thưởng thức và trải nghiệm. Một phần rất quan trọng của chương trình là trải nghiệm, và chúng tôi đã thấy vị khách đầu tiên, những khán giả đầu tiên đang trải nghiệm cùng với các nghệ nhân của chúng tôi bằng những điệu múa. Còn chúng tôi sẽ rất vui, rất hạnh phúc nếu quý vị cùng bước lên sân khấu và nhảy múa với các nghệ nhân của chúng tôi. Tiết mục mà quý vị đang thưởng thức mang tên Chào Đón Khách. Đây chính là một lời chào từ các nghệ nhân Gabbana đến từ vùng đất xa xôi của tỉnh Gia Lai với tất cả mọi người đang có mặt trong buổi tối hôm nay. Và chúng tôi lại thấy thêm một cô nữa, một chị nữa, và một chị nữa. Và chúng tôi sau khi chương trình vừa mới bắt đầu thôi thì chúng tôi đã thấy rất nhiều quý vị khán giả lên sân khấu để tặng tiền cho các nghệ nhân và các bạn tổ chức vui mà chúng tôi để chúng tôi nêu. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị, những người không chỉ dành thời gian công sức mà cả tiền bạc để ủng hộ cho các nghệ nhân ban nay. Đầu tiên chào đón khách của các nghệ nhân Gabbana đến từ huyện Công Tro đã mở đầu chương trình đêm nay, cuộc chương cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm.